Sau đây là nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ sáng thứ ba ngày 30 tháng 5 năm 2017 tại nguyện đường Santa Marta. Anh chị em thân mến, trong bài đọc thứ nhất trích sách Công vụ Tông đồ, Thánh Phaolô đã lên đường rời xa giáo đoàn Ê-phê-sô. Đây là giáo đoàn chính thánh nhân đã lập nên, nhưng bây giờ ngài phải lên đường, phải ra đi. Tất cả các mục tử đều phải nói lời tạm biệt để sẵn sàng lên đường. Giây phút ấy sẽ đến khi Chúa nói với chúng ta: hãy đi về bên kia, hãy đi qua đó, hãy đến đây, hãy đến với ta. Và như thế, một trong những điều mà các mục tử phải làm đó là luôn sẵn sàng lên đường, sẵn lòng buông bỏ tất cả chứ không nửa vời. Người mục tử nào mà không học cho biết phải ra đi thì mối dây liên kết giữa vị ấy với đàn chiên cũng không tốt, và mối dây ấy chưa được tinh luyện bởi thập giá Chúa Giêsu. Khi Thánh Phaolô nói rằng ngài lên đường đi Jerusalem bởi vì ngài được thần khí thúc đẩy, thánh nhân cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra cho mình tại Jerusalem, nhưng ngài vẫn lên đường, vẫn đi. Đó chính là vâng phục thần khí. Như thế các mục tử biết rằng mình phải lên đường. Thánh nhân tiếp tục lên đường bởi vì ngài không lo cho bản thân, ngài cũng không lấy đi những gì thuộc về đàn chiên, ngài chỉ sống phục vụ. Giờ đây Chúa có muốn tôi lên đường không? Tôi đi mà không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Tôi chỉ biết rằng Thánh Thần mách bảo tôi điều ấy. Thánh Phaolô là thế. Ngài lên đường, ngài không biết đến nghỉ ngơi, ngài ra đi phục vụ nơi những giáo đoàn khác. Trái tim ngài luôn rộng mở cho tiếng nói của Thiên Chúa. Phaolô là người mục tử luôn mau mắn lên đường như Chúa gọi mời. Thánh Phaolô nói: tôi không kể mạng sống tôi là quý. Đây là cung cách của một người không coi mình là trung tâm của lịch sử, cho dù là lịch sử vĩ mô hay vi mô. Không coi mình là trung tâm, nhưng chỉ coi mình là người phục vụ. Thánh nhân đã lên đường như thế, đã tạm biệt như thế. Cho dù là sống hay chết, điều quan trọng là hoàn toàn tự do và lên đường theo tiếng Chúa gọi. Đây là lời cầu nguyện mẫu mực tốt đẹp dành cho các mục tử, cho các mục tử của chúng ta, cho các cha sở, cho các giám mục, cho Đức Giáo Hoàng. Bởi vì cuộc sống của các mục tử phải là một cuộc sống không chút thỏa hiệp, nhưng luôn sẵn sàng lên đường, là một cuộc sống không coi mình là trung tâm lịch sử. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị mục tử của chúng ta.